Giờ yêu thương cũng chỉ có trong hai chữ đã từng. Đường đời không như ý, hóa ra vẫn là người dương. Quen nhau thì không đành xót xa vô cùng, mà gần nhau sao nghe môi mắt vẫn mong lung. Người ơi, em phải làm sao? Giờ đi trong cay đắng sẽ thôi những lúc mong chờ. Một là bên em mãi, sống cho anh thuộc về ai. Buông tay thì có gì khó đâu anh ơi, chỉ vì em không mong hai đứa phải xa rời. Người ơi, em phải làm sao? Nếu như bao ngày qua bên nhau là đã sai, nếu hôm nay thời gian được quay trở lại, vẫn xin cho được yêu như khi thấy anh lần đầu tiên. Nếu mai sau bình yên của anh không có em, vẫn... Ý mẹ!